quen. Ủa, cái giường nhà tôi đâu? Hả? Giường tôi đâu rồi? À, cái giường con tôi phá rồi. Ủa, sao phá đi? Ok, và chào mừng các bạn quay trở lại cả series Mini World cùng với Mr. VT. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cả thế giới Mini World của mình. Thì ok, mình đã chặn Mini World mất 2-3 hôm mà mình chưa quay. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cả thế giới Mini World. Thì thực ra là không phải mình không quay đâu các bạn ạ, mà là mình có quay đấy. Nhưng mà mình thường quay đóng nhân vật phụ bên kênh của bạn Nấm nhiều hơn Ofambo á. Thì nếu các bạn thích những cái series này thì có thể chạy qua chạy lại giữa các channel của các YouTuber làm về Mini World. Thì như các bạn có thể thấy đây này. Đó, hôm nay mình và Nấm đã xây một cái nhà gọi là nhà chính phủ cực kỳ bự luôn, nó đẹp lắm luôn á. Thì nếu bạn nào muốn xem chi tiết cái cách để xây thì có thể qua nhà Nấm nha. Hôm nay mình sẽ quay trở lại thế giới sinh tồn của mình, mình sẽ quay những cái video ở trên kênh của mình để xem nay chúng ta sẽ có gì mới xem. Mình hôm nay mình vừa mới đi mai về, đó đồ đạc vẫn còn lộn xộn rất là nhiều, cất coi. Chi đồ luôn, để mình cất mấy cái đồ này coi. Mình bỏ luôn cái bậc thang vô đây cũng được, bỏ bậc thang vô. Đó. Cái ôn lắm kìa. Hello. Đây. Hello. Mấy cái đồ này cất đâu ta? Thôi bỏ lại đây. Nhét lại vô. Đó, chúng ta sẽ cất đồ vào đây. Còn tí nữa chúng ta sẽ sắp xếp lại sau. Đó. Pam. Ok. Chú. Rồi được rồi, tạm rồi. Bây giờ mình sẽ qua xem kiếm xem Nấm ở đâu ta. Nấm đâu rồi? Nấm ơi. Nấm ơi. Ôi Nấm này. Hello. Hello. What are you doing? Đi đâu vậy? Vừa đi mai về. Trời, mai đâu đâu kiếm được gì rồi? Được á, đi mai lòi họng được 8 cục sắt rồi. Đâu, cho coi. Này, cho 6 cục sắt rồi. Đó. Ok, nung thôi. Ok, đẹp ra nhiều. Ủa, mấy cái quặng còn đâu ta? Trời ơi, nhà mình nghèo vậy? Hết rồi, nhà nghèo lắm rồi. Trời ơi. Sao đồ không để em lâm lại vậy? Thì để tạm nó đi tí rồi sắp xếp sau đăng các đồ đi mai mà. Trời ơi, cái này tốn rất là nhiều thời gian nha. Bỏ chút tí đồng hồ á. Ừ thì cứ để tạm đi. Trời gì ơi. Đâu. Để tạm đó. Đúng đâu vậy? Rồi tí. Cáo không để ở đây nữa. Hả? Thì chưa mặc thì cất tạm vô. Úi giời á. Ok rồi, nắp lại đó. Mốt đừng có để gì đi nha. Thì cứ để tạm đấy đi, sao đâu mà đi mai về mình cứ tạm vô đó, tí nữa mình xếp lại sau. Ủa, còn đoán không vậy? Chai, lười quá. À, mình có này vui lắm rồi, về đây. Hả? Có này vui lắm rồi. Gì vậy? Cái block quay block gì vậy? Sao không? Cái này đó phải đập vào mũi khoan. Đập vào mũi khoan. Ủa? Cái giường nhà tôi đâu? Hả? Giường tôi đâu rồi? À, cái giường ông tôi phá rồi. Ủa, sao phá đi? Nè, tại vì ông không xây cái này giống tôi nè. Tôi phải găng nắp xíu. Trời ơi, thì bây giờ một phòng nó có tí xíu mà một thằng xây ơi. Thì tôi để tạm đây thì sao phá đi? Hôm qua rồi, trời ơi, tôi mất cái giường ấy, tôi chết cái mà tôi đi bay sang tận mấy km á. Trời, đi về mấy hồi đâu? Ê, kỳ cục ta là sao sao đi, trời ơi anh em lửa dẫn tới. Anh em trời sống với nhau mà lại đập giường nhau như vậy. Cái cấu gì? Ông tôi cứ kêu ông mà. Thôi rồi thế thôi, ông ở riêng thì tí tôi đi tôi kiếm phòng khác tôi ở đây chứ đập giường này sao chơi. Kỳ cục quá. Kỳ gì? Thôi nha. Ok các bạn ơi. Thực sự là mình không thấy hài lòng lắm với cả cái việc của Đấm mà đập cái giường của mình như vậy. Vì là cách đây khoảng hôm qua mình đã bị spawn rất là xa. Mình phải chạy đến tận mấy km liền mới về được đến nhà. Mà không ngờ là thủ phạm chính là Nấm đấy các bạn ạ. Nấm đập giường nhà mình bởi vì chỉ đơn giản là lý do. Bởi vì là giường nó không hợp cái mỹ quan của Nấm. Thì thực sự là mình không cảm thấy nó ổn lắm đâu rồi. Mình sẽ quyết định là mình sẽ xây một cái căn nhà ở riêng. Vì thì ở chung một nhà nhưng mà có lẽ là khu thì mình phải xây khu riêng thôi. Ok và bây giờ mình sẽ tạo một cái tìm một cái chỗ cái địa hình của mình đã nha.
Ok các bạn ơi, thì hiện tại là mình đã tìm được một cái khu địa hình của mình rồi. Đó, mình sẽ quyết định là mình sẽ xây một cái phòng của mình. Thì với cả mình với Nấm thì mình không cái vấn đề này mình đang cảm thấy hơi khó chịu một chút, là mình sẽ tạm thời mình dọn ra một cái phòng ở riêng của mình sẽ không ở cùng phòng với Nấm nữa. Ở cùng phòng với Nấm thì Nấm sẽ yêu cầu cái phòng nó phải đẹp hơn, mỹ quan hơn này, nó ABC đi Jack, là mình sẽ tốt nhất là lên ở một cái phòng riêng của mình thì nó sẽ không ảnh hưởng đến ai cả. Đó, thì mình sẽ lấy đá và mình sẽ bắt đầu xây cái phòng của mình. Ok, thì phòng của mình với các bạn là nội thất thiết kế thì mình cũng sẽ không làm cầu kỳ. Thì mình, như mình nói rồi, mình không có giỏi lắm về cái khoản bu này nên mình sẽ xây một cái căn phòng vuông như này. Đó, và sau đấy hiện tại là mình đã các bước thời gian bằng cách là mình vừa mới lót hết một cái lớp sàn này, bắt đầu mình mới tiếp tục mình quay cảnh này cho bạn coi. Thì về cái phòng này thì mình nghĩ là mình sẽ chọn nó ở khu vực này, bởi vì là thứ nhất là nó vẫn là khu vực, một khu vực còn trống, và thứ hai là mình rất thích là cái phía đằng sau này các bạn ơi. Đó, phía đằng sau mình sẽ đập cho các bạn xem này. Đó, ok, thì cái phía đằng sau này nó có một cái không gian rất là tuyệt vời và rất là rộng, và mình có thể gọi là ở đây cái view ra biển này. Đó, thì sau này mình có thể nối rộng cái phòng của mình ra hai gian chẳng hạn, nó thì cũng là một cái rất là tuyệt vời. Thì sau này mình sẽ nối sau, còn hiện tại là mình chưa xong thì mình sẽ tạm thời mình để đây đã. Mình để đây thì mình có lẽ mình chỉ xây một phòng trước, còn sau này mình có ý định mình sẽ xây thêm phòng thì mình sẽ tính sau. Còn trước hết mắt là chúng ta xây phòng trước đã. Ok, mình sẽ lấp cái đá này lại. Đó. Ok. Rất là đẹp. Đó, đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Đó, thì thực sự là nếu bạn nào cảm thấy không hài lòng với cả Nấm thì các bạn hãy để comment phía dưới nha, để mình sẽ lấy lại độ công bằng cho mình, bởi vì là mình không thích cái cách cư xử của Nấm lắm, bởi vì mình đã có giải thích rõ ràng là mình sẽ cất đồ sau khi mà mình dọn dẹp xong, bởi vì khi các bạn biết không, mà chúng ta mới đi mai về á thì thực sự là chúng ta có rất là nhiều đồ trong người, nào là lá cây này, nào là mấy cái đồ tào lao tùm lum, trời ơi biết bao nhiêu đồ trong một lần mình đi mai đúng không, mà bây giờ Nấm lại kêu bắt mình là phải dọn dẹp ngay trong vòng một hôm. Thì thực sự là điều ấy rất là khó. Đó, thì mình không thể nào mà mình dọn dẹp hết tất cả trong vòng ngay trong vòng tại cái thời điểm mà mình mới đi mai về được, mà ít ra phải để cho mình gọi là cất đồ đạc đàng hoàng, xong rồi lúc đó mình cất đồ đạc đàng hoàng xong rồi thì lúc đó chúng ta mới gọi là mang cái đồ đi mai đó để đem đi chia ra lại cho nó dễ dàng một chút. Đây Nấm vừa gặp mình chưa biết đầu đuôi tai nheo sao lại tương bắt mình phải cất đồ này nọ, nói chung là lại còn cầu nhau kỳ nhau mình nữa chứ, lại còn gọi là nói mình không hay lắm, nên mình thực sự mình cảm thấy không hài lòng, nên mình sẽ quyết định là mình sẽ tự tạo phòng riêng mình ạ. Còn khi nào mà xong xuôi thì mình sẽ quay ra mình sẽ nói chuyện lại với Nấm sau. Còn hiện tại là mình sẽ không về ở chung với phòng của Nấm nữa, mình sẽ ở riêng một mình một phòng cho vui. Yeah, ok. Và cái căn phòng của mình hiện chắc là nó sẽ tạm thời sẽ như này. Và mình cũng sẽ xây một cái giường đó cho Nấm biết tay. Ai bảo kêu là người ta không ngăn nắp này lọ, trời ơi người ta ngăn nắp lắm chứ bộ. Nhưng mà chẳng qua người ta chưa đến lúc rồi. À, thì mà gọi lại chưa thì đã nói người ta kỳ cục thịt chứ. Ok. Và mình sẽ cất cái giường đồ của mình ra đây. Và đặc biệt là trong ngày hôm nay mình sẽ làm một cái mà để chứng minh cho mọi người thấy rằng là cái phòng này sẽ có tính sở hữu của mình rất là cao, tức là đây là phòng của tôi. Đó, thì là mình sẽ đặt thêm một cái rương. Mình sẽ đặt thêm một cái rương. Thì đây cũng là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn có thể chuyển những cái món đồ mà các bạn nhận được từ những cái event hay những cái sự kiện vào trong cái rương đồ của bạn. Thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Đầu tiên là mình sẽ phải sắp xếp lại cái giường mình đã. Ok. Sau đó thì các bạn ấn nút cái nút mà dấu ngã ở bên dưới cái nút thoát ra nhé. Bên dưới cái nút thoát ra, nút escape ở bên góc trên cùng bên trái màn hình, ở bên trái bàn phím của bạn ấy. Ấn cái nút bên dưới cái nút thoát ra đó thì các bạn sẽ chuyển được cái nút ESC này, thì sẽ chuyển về chế độ tâm để di chuyển cái chuột của bạn trên màn hình này. Còn nếu bạn để bình thường là bạn sẽ di chuyển góc nhìn của nhân vật đó. Ấn cái này thì sẽ di chuyển chuột này. Ấn cái mũi tên bên này xuống này, chúng ta ấn vào cái kho quà tặng này. À không phải ấn kho quà tặng mà chúng sẽ ấn vào cái kho nào ta? Từ một chút. Đây, ấn vào shop. Xong rồi chúng ta sẽ có cái biểu tượng kho ở đây, các bạn ấn vào kho này. Đó, thì nó sẽ về kho của các bạn đó. Sau khi về kho rồi thì các bạn hãy tìm vào những cái vật phẩm mà nó có tính năng để chuyển vào game. Ví dụ cái đầu tiên nhá là cái tặng quà sao đi. Mình sẽ sử dụng sẽ lấy một quà sao đến túi này. Mình sẽ nhận một cái này, đó là mình sẽ nhận được một cái quà sao. Ok, và bên cạnh đấy thì chúng ta có thể sử dụng thêm một cuộn dịch chuyển, bởi vì chính Nấm hôm nọ là người đã đập bay cái giường của mình, khiến cho mình gọi là bị bay ra cái khi mà các bạn mất cái địa điểm hồi sinh của các bạn ấy, thì các bạn sẽ bị dịch chuyển ra một cái khu cực kỳ xa luôn, và cái khu đó sẽ là cái khu mà nơi mà bạn sinh ra, tức là cái khu sinh sống của mọi người này là được tạo ra bởi không phải là ở cái chỗ mà Nấm được sinh ra, tức là Nấm là người tạo map này mà, thì đây không phải là nơi mà Nấm được sinh ra, mà đây là chỉ là cái nơi mà Nấm sau khi được sinh ra ở trong cái khu này. Và Nấm đã quyết định là Nấm sẽ chọn một cái địa điểm để đặt cái
nơi để cho mọi người cùng ở này thì Nấm đã quyết định là chọn cái nơi này, chứ không phải đây là nơi mà Nấm mới xuất hiện trên cái bản này đồ này đâu các bạn ạ. Ok, thì đấy là lý do vì sao mà khi mà Nấm đập cái giường của mình thì mình sẽ bị TP qua một nơi cực kỳ xa, và điều đấy khiến mình rất là khó chịu, bởi vì là khi mà TP ra một nơi xa đấy, tức là mình bị TP trong cái hoàn cảnh là mình bị chết. Mà khi chết thì các bạn biết là đồ đạc sẽ bị văng ra tứ tung không? Mà khi đồ đạc văng ra tứ tung á thì chúng ta sẽ không có một cái đồ gì trên người cả. Các bạn thử tưởng tượng xem, khi mà chúng ta không có một đồ gì trên người mà lại còn bị văng ra một nơi rất là xa, trời ơi, quãng đường mình đi về đúng lâu luôn, nó thề luôn, nó lâu kinh khủng khiếp luôn, mà mình không biết làm nào. Đó, nhưng mà mình cảm thấy rất là khó chịu với cả việc mà Nấm, nói chung là Nấm đập cái giường đó của mình. Đó, thì kể cả Nấm mắng mình ở đặt block bừa bộn, ok không sao, cái đấy thì mình có thể mình chấp nhận luôn. Nhưng mà riêng cái vấn đề Nấm đập cái giường của mình là mình cảm thấy thực sự là không hài lòng chút nào hết ạ. Nên là mình sẽ quyết định sẽ ra ở riêng. Đó, còn khi nào mà Nấm mình và Nấm tìm được phương hướng giải quyết thì sẽ giải quyết sau. Còn hiện tại mình cứ ở riêng đã cho chắc. Ok, thì bây giờ mình sẽ chế tạo một cái giường. Đó, thì chúng ta sẽ lấy một cái giường mà chúng ta đắp lên cái phòng của mình. Rồi, thì lúc nãy mình vừa cho bạn xem cái cách để chúng ta có thể lấy được cái vật phẩm từ bên phía bên trong cái kho của mình ở bên ngoài. Thì ở đây mình đang có một cái quà sao này. Thì khi mà chúng ta dùng cái này thì chúng ta sẽ tăng được thêm 5 sao. Đó, bên cạnh đấy thì đây cái quyển dịch chuyển sẽ khiến cho mình trở về vị trí hồi sinh trong dữ liệu bản đồ trống. Ok, mình sẽ ngủ ở bên chỗ này. Đó, thì khi mà chúng ta thức dậy thì cái chỗ này sẽ được chỉ định điểm hồi sinh. Các bạn có thể nhìn thấy trên góc phải màn hình kìa. Đó, cái bản đồ minimap đã hiện cái cánh của mình ở đây. Thì đây mới là cái nơi hồi sinh của mình này. Thì khi mà mình dùng quyển dịch chuyển này mình sẽ về đây luôn. Đó, rất là tiện lợi đúng không nào. Rồi, ok, thì đây là một cái phương pháp dành cho mình. Thì tạm thời cái nhà của mình chỉ xây đơn giản như này thôi. Mình nghĩ là mình sẽ trang trí nó thêm bằng một chút cát. Mình sẽ đập cái chỗ này ra để mình làm kính đi. Ok, mình sẽ làm kính ở bên này để ít nhất là mình có một chút nắng của bên mặt trời vào đây, nó đỡ kiểu bị tối tăm cái căn nhà mình đi. Bên cạnh đấy nữa thì mình sẽ đào thêm một cái chút cái đường đi bên này. Mình sẽ đặt chút một block này cho để chúng ta có cái để mà đi qua đi lại rồi như này. Ok, và bên này thì mình sẽ kiếm cát để mình lấp kính. Thì cát thì như thế này mình rất là nhiều đúng không nào, cát bên dưới này. Ok, mình thấy rồi. Đây mình thấy có mấy con gà này rất là tuyệt, gà này mình có thể nuôi gà được. Đâu rồi, mình có thể làm một cái trang trại mình đằng sau này cũng rất là tuyệt vời. Đó, ok, mình sẽ lấy cát của mình để ở đây. Đó, tốc độ đào rất là nhanh, tuyệt vời. Ok, mình đang có 11 block cát rồi. Mình sẽ lên kia, mình sẽ nung số cát này, và mình sẽ quyết định là mình sẽ làm kính cho cái cửa của nhà của mình, phòng riêng của mình. Đó, phòng riêng sẽ không bị ai đụng vào hết, rất là tuyệt vời. Đó, ok, chúng ta sẽ vô đây, chúng ta ôi đói quá, lấy một ít bánh mì ăn đã. Ok, nhóm. Ok, rồi, và chúng ta sẽ nung kính ở đây cho cát vô. Ok, và sau khi nung kính ở đây thì mình sẽ đặt hết cái chỗ này để chúng ta có thể nhìn ra ngoài. Kính này sẽ giúp chúng ta nhìn ra ngoài được. Đây mình xem chia mà 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Không được, thì nó hơi bị hư cấu. Ok, mình sẽ đặt ở giữa đi. Rồi, thì số lượng cát này mình nghĩ là sẽ tương đối là đủ rồi. Và mình sẽ lấp vậy lại cái ô kính ở trong này để chúng ta có thể ở một cái căn nhà riêng của chúng ta. Có hòm chứa, bây giờ mình sẽ làm thêm mấy cái hòm chứa coi. Chúng ta sẽ làm thêm một ít rương này. Đó, ok. Ok, mình đã làm thêm 12 cái rương. Đó, mình sẽ để rương của mình ở quanh đây để mình chứa những cái đồ cần thiết của mình. Đó, 1 này, 2 này, 1 Đó, ok. Mình sẽ đặt những cái rương chứa của mình ở đây. Đây là cái rương mà ở khu trong lãnh thổ của mình, thì mình sẽ không bị ai đụng vào đây hết. Đó, và Nấm mà có ý định qua đây mình sẽ cho Nấm out luôn. Ai bảo là Nấm đập cái giường của mình. Ok, và các bạn hãy nhớ để lại bình luận ở dưới video này xem ai là người đúng hay là người sai nhá. Rõ ràng là mình đã bảo với Nấm rằng là mình vừa mới đi mai về và mình sẽ sắp xếp lại đồ sau, nhưng mà Nấm cực kỳ khó tính và chỉ vì cái giường của mình đặt là không đẹp mắt Nấm là Nấm đã đập mất cái giường của mình rồi. Thì mình sẽ quyết định là mình dọn ra riêng ở, còn sau này mình sẽ nói chuyện với Nấm sau, và có lẽ chúng mình cần phải nói chuyện một cách nghiêm túc thì mình để giải quyết vấn đề này. Nhưng tất nhiên là không phải bây giờ, vì bây giờ mình cảm thấy rất là khó chịu. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Nhớ để lại một like, một subscribe cũng như comment kênh của mình, cũng như qua kênh của Nấm hoặc là các thành viên khác trong team Mini World của mình để subscribe cho mọi người nha. Còn bây giờ xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn những ngày cuối tuần vui vẻ, và hãy nhớ đón xem video của Mr. Việt vào những buổi tối hàng tuần nhé, và những buổi tối hàng ngày nhé. Ok, bye bye.